Tiếp tục buổi thi hôm nay là kéo con Nam, Mỹ An Hưng B gặp Vĩnh Thạnh tranh hạng 3. Đây là thành phần của đội Mỹ An Hưng B. Mỹ An Hưng B chạy dây. Đây là đội hình của Vĩnh Thạnh. Nữa đi. Quạt đội hình này kéo gì nữa. Quạt đội hình này kéo nữa, bỏ một đi cho toàn gì nữa. Chân đây, chân đây. Bỏ không các bạn. Trả lại. Trả lại. Chơi rồi. Này đã chưa được. Chị chắc chị đi. Tìm thôi đừng lên. Chưa gì chơi mà bịt hoài. Chút nữa hết. Hấp lại. Hấp rồi. Có ngồi dưới kiểm không? Có. Kiểm qua có cái này. Chạy dây dây dưới nè. Chạy dây. Chưa. Nhích chân chạy dây dây dưới nè. Còn lấy chạy cho lại cái đồn. Tiếp đi. Hiệp 1 Mỹ Hưng B thắng 1-0. Chuẩn bị hiệp 2. Rồi nhích cho đi. Rồi luôn ra luôn ra. Nhìn cái tên. Cái gì vậy? Kết thúc trận đấu, Mỹ Hưng B thắng 2-0.